tôi chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma cho tất cả các bạn này khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn, đã kể về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn kể về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình, tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó mình xem chuyện ma cũng như là mình gửi chuyện vào đó cho thuận tiện luôn ha mọi người ha. Và còn đối với bạn bè nào mà vừa mới biết cái kênh của mình lần đầu tiên á, thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình nha. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký của một người như vậy, mình sẽ tự đỏ ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn là mọi người ha. Rồi thôi, bây giờ là mình sẽ xin phép mọi người là mình sẽ vào chuyện luôn, bởi vì đây tiếp tục là một cái tập chuyện dự phòng mọi người ha. Thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay á, là do một chị này chỉ tên là Nguyễn Dung, chị đã gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Thì câu chuyện mà chị kể á, là cách đây là 27 năm rồi ha mọi người ha. Đó là vào năm 1996, lúc đó thì chị này chị tròn 13 tuổi. Thì tính ra tới hiện tại bây giờ là chị cũng đã khoảng cỡ 40 tuổi rồi ha. Nhà chị thì có tổng cộng là 4 chị em. Và mẹ của chị thì lúc đó thì mới vừa sanh em út của chị, là em út của chị sinh năm 1996 á, là nhỏ hơn mình tuổi á. Thì lúc đó thì em út, mẹ mới vừa sanh em út mới khoảng có hơn 1 năm gì thôi. Không, cái người em út đó sinh năm 95, vậy là bằng tuổi mình luôn ha. Đó thì thời điểm đó nó là sau khi mà mẹ sanh đẻ, tại vì mẹ sanh đẻ cũng liền tù tì như vậy đó, thành ra là cái sức khỏe của mẹ là tương đối là yếu. Chứ còn thật ra là trước đó đó là mẹ chưa hề có chuyện mà gặp ma gặp cỏ gì cả. Thì người nhà nha, lúc đó thì mọi người nên nhớ là chị cũng đã 13 tuổi rồi. Thì ra chị cũng, cái trí nhớ của chị chỉ nhớ là mẹ rất là yếu. Mẹ rất là hay bệnh, đi đám ma về cũng bệnh, rồi đi tảo mộ này nọ về cũng bệnh, rồi thậm chí là trời trái gió trở trời chút xíu cũng bệnh. Thì chị nghĩ đó là về cái phần mà là do mẹ sanh đẻ nhiều quá đi, mẹ bệnh thôi. Nhưng mà sau này khi mà một cái lần á, cũng đi chùa quê của chị thì ở dưới Vũng Tàu, mọi người ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu, dưới Bà Rịa nha. Thì trong một cái lần đi một cái ngôi chùa ở dưới Bà Rịa đó, thì sư thầy có gặp một cái sư thầy. Thì sư thầy họ có nói là có phải là con hay đi vào những cái chỗ nào mà liên quan đến tâm linh, nhưng mà không phải là chùa chiền. Liên quan đến tâm linh đó là nghĩa trang, nghĩa địa, đám ma, rồi là kiểu như vậy, đường vắng này nọ rồi đó. Thì con về là con hay bệnh cảm mạo đồ 2-3 ngày mới hết hay không. Thì mẹ chỉ nghe như vậy thì nói rất là đúng đi. Thành ra là mẹ chỉ dạ đúng rồi. Thì bắt đầu là thầy mới nói là giờ bây giờ không hiểu lý do tại sao. Thì trước đó con là một cái người nặng vía, nhưng mà bây giờ là cái vía của con là theo như thầy thấy là nó cũng hơi yếu chút xíu rồi. Chỉ cái người thầy đó họ dùng cái từ là hơi yếu một chút xíu đó. Nên bây giờ thôi, bây giờ là con nên hạn chế đi. Con nên hạn chế để mà đi vào những cái chỗ vắng vẻ, rồi đám tang, rồi nghĩa địa, nghĩa trang đi. Để trong cái thời gian đó thì con nên tẩm bổ. Mình nói với mọi người nha, có những cái món ăn nó phục hồi nguyên khí, nó làm tăng dương khí là có nha mọi người nha. Tẩm bổ về nọ đồ kiểu như vậy đó. Đó thì nên tẩm bổ về nọ đồ lại. Mẹ chị cũng dạ vân vân như vậy, nhưng mà thật ra thì thời điểm đó làm gì có tiền. Nhà cũng rất là nghèo khổ mọi người ơi. Cái chuyện mà bào ngư vi cá hay là súp bong bóng cá kiểu như vậy thì làm gì có để mà ăn. Đó nên chỉ như vậy thôi hà. Chứ cũng cười rồi cũng đi về. Thì sau khi mà đi chùa đó về tầm khoảng cỡ vài tháng là bắt đầu tới cái lúc mà mẹ của chị Dung là bị nhập luôn. Mà bị nhập cũng tương đối là nặng. Một cái lần hôm đó thì chị không có đi chung, mà mẹ đó là mẹ có đi đám cưới của một cái người bà con nào đó ở trong cái huyện đất đỏ ở dưới Bà Rịa. Mà cách đây là 27 năm mọi người. Bây giờ cái nhà của chị thì gần cái cổng chào Bà Rịa, nơi mà hình như là có cái bánh canh gì mình quên mất rồi nè. Lâu quá thì mình quên canh Long Hương thì phải, bánh canh Long Hương, bánh canh giò heo Long Hương á. Nhưng mà thời điểm đó là hình như là chưa có bánh canh đó luôn, mà cái cổng chào nó cũng rất là sập sệ và nó hoang vắng vậy lắm. Thì vô trong tới cái huyện đất đỏ trong Bà Rịa nó còn vắng cỡ nào nữa. Thì cái lúc đó cũng đi về, cũng trên xe đi về, thì đi đám cưới xong về đến nhà cũng độ khoảng chừng cỡ 7 giờ mấy.
lúc đó đó chị ở trong nhà. Khi mà mẹ ngày xưa mọi người đi đám cưới về là chuyên gia là gia đình ba mẹ mình hay đem đồ ăn thừa về đó, đều đồ ăn dư về, con tôm rồi heo quay bánh bao đồ á, là những cái bánh phồng tôm này nọ rồi mình rất là thích đúng không? Thì chị cũng ngóng chờ, chị biết thế nào đi đám cưới về mẹ cũng đem đồ ăn về cho ăn. Thì khi chị Dung chị chạy ra, đó là người nhà chị em rồi chạy ra hết, chỉ có ba mẹ đi thôi. Thì khi mà chạy ra như vậy á, thì thấy là ba ổng lúc đó là đi một chiếc cúp, là ba ổng đang xuống là ổng đang mở cửa rồi. Thì chị em đây á, ba mẹ về có đồ ăn không, có món gì, đám cưới đông không, cô dâu đẹp không, chú rể bảnh bảnh trai không, kiểu như vậy. Thì ba cũng cười cười, từ từ để tao dắt xe vô rồi lấy tô lấy chén thì tao bày đồ ăn ra ăn. Thì cái lúc đó khi mà ba ổng dẫn xe đến vô luôn rồi thì chị em nhìn lại nó, ủa mẹ đâu, mẹ đâu rồi ba? Tôi ủa bà mới đứng sau lưng mà mới tới nhà tao kêu bà leo xuống để tao dắt xe vô mà đông quay qua lại mất tiêu rồi đó. Thì người nhà đây bắt đầu từ trong nhà bắt đầu mới chạy ra là bao gồm đông lắm đó, ba rồi bốn chị em mới là đông năm người mà đó. Cái lúc đó có cái thằng em út với cũng mới có tuổi mấy, ẩm trên tay cũng ẩm ra. Thì khi mà ra đến ngoài cổng á, mọi người biết mẹ đang đâu không? Mẹ đang ở trên cái ngọn một cái cây dừa. Lúc đó ngay chỗ ngã ba nó có một cây dừa, nó có vài cây dừa đó đó, hoặc là cây dừa trước nhà đó nha. Mẹ đang leo tuốt ở trên cái ngọn đó như vậy nè. Đó, và mẹ lúc đó mẹ đu lên trên đó thôi, người nhà dòm lên. Lúc đó ai cũng bất ngờ, tại vì từ trước đến giờ không hề nghĩ là mẹ bà biết leo cây. Nói chung là mẹ là một cái người cũng là phụ nữ á, mình nói mình dùng cái từ cho thẳng thắn mùi dễ hiểu đi, là cũng gọi là bánh bèo đó. Là kiểu vậy thì thuộc dạng tiếp người phụ nữ cũng là nhẹ nhàng ngọt ngào bánh bèo đó. Không nghĩ một cái người như vậy mà có thể mà leo lên được một cái dừa, mà tại sao lại leo nhanh đến nỗi như vậy. Ở đây cái bắt đầu thì mấy đứa nhỏ mà như chị Dung mình nọ chị đâu có biết đâu, mẹ ơi hái dừa uống hả mẹ, chắc là đem đồ ăn về thành ra là bây giờ không có nước ngọt uống, chắc là hái dừa xuống uống. Mẹ ơi hái dừa xuống uống, mẹ ơi hái dừa xuống uống. Cái lúc đó ba mới la, ông kêu mày đi vô coi đó, giờ mẹ mày làm gì biết leo dừa, ba xuống đi, trời ơi thèm dừa nói tôi hái tôi chọt xuống dâm. Ngay cả ba ổng còn không biết leo dừa nữa mà bà thèm bà leo xuống đi, trời ơi tôi đây tôi cầm cây tôi chọt cho nó rớt xuống rồi lụm vô uống chứ làm gì mà leo lên trên đó. Thì ở dưới đây nói người cười người kêu như vậy, nhưng mà mẹ trên đó bị im luôn à. Mẹ cứ đu đi lên trên đó như vậy, cái ba ông mới tới gần. Ba ông tới gần cái dừa, ông mới lấy cái tay ông đập vô cái dừa rồi, bà ơi xuống đi chứ trời ơi, để leo trên đó nguy hiểm đó, giờ sao mà bà leo lên nào hay dữ vậy đó, giờ tôi thấy bà leo đâu. Thì vừa mới nói như vậy cái đấy mẹ tuột xuống mọi người, kiểu như là rất là chuyên nghiệp luôn, có là hai cái bắp dế nè, hai cái đùi nè mới kẹp vô cây dừa, cái tay thì ôm. Thì bây giờ bắt đầu thả lỏng lên chút xíu, bắt đầu là mẹ mới tuột xuống, mà mẹ tuột rất nhanh, tưởng đâu mẹ té. Nhìn mẹ tuột mà bạn mà chị Dung với nó là tưởng đâu mẹ té, tuột một cái vú xuống như vậy nè, trời ơi bắt đầu la mẹ la lên đó. Thì bắt đầu ba đây ổng cứ ổng đỡ, ổng giơ cái tay nè, ơi ổng tính đỡ. Thì mẹ bà vừa tuột xuống nửa cây xong cái bà dịnh trở lại. Mà cái đó mà nó cái người leo dừa chuyên nghiệp chưa chắc gì làm được mọi người. Tại vì trời ơi nó xước bắp chuối, nó xước mấy cái tay chân rồi hết trơn. Mẹ tuột xuống nửa cây cái mẹ bấu mà dịnh trở lại. Xong cái mẹ bò trượt cái lên, thì lúc này là cả nhà đều thấy cái cảnh mà mẹ leo. Hồi nãy là không thấy, mà bây giờ thấy mẹ, trời ơi mẹ leo rất nhanh luôn, mà leo hai cái chân mà leo bằng cái lòng bàn chân đó mọi người. Đó, bắt đầu bóp đùi, bắt đầu cả leo rất là nhanh, leo lên tuốt ở trên đó. Mà mẹ không hề hái dừa, chỉ là leo lên leo xuống như vậy. Lúc đó thì chị Dung chị không có hiểu, chị không hiểu cái hành động của mẹ là cái gì. Nhưng ba thì ba biết, ba quay qua ba kêu mấy đứa bay đi vô, ẩm đằng út đi vô liền. Đó, thì bắt đầu ở đây nghe ba nạt, nghe ba hét lên như vậy, bắt đầu là nguyên đám chạy vô, sợ khóc như vậy, không biết mẹ làm gì mà. Thì ở đây bắt đầu ba mới chạy vòng vòng hàng xóm láng giềng kế bên. Lúc đó thì hai mấy năm về trước thì ngay chỗ ngã ba Vũng Tàu, ngã ba Bà Rịa đó, cổng chợ Bà Rịa thì cũng có dân cư ở nhà lầu đâu cũng đã có rồi. Đó thì bắt đầu là qua đây la hét lên, bắt đầu dân chúng ta tới. Thì chị Dung chị nói là lúc đó chị ngồi trong nhà chị giữ Út. Đó thì bắt đầu là chị em đứng trong nhà nhìn ra thấy kiểu như là xung quanh người ta bu lại đông xong người kêu người hét rồi người quỳ lại rồi cũng thắp nhang. Ba thì ổng đứng ổng cứ dấp dò dấp thứ đó, đâu có điện thoại gì đâu mọi người, cứ đứng thấp thỏm như vậy đó. Thì một chút xíu sau bắt đầu là mẹ mới xuống. Thấy mẹ xuống, người nhà bắt đầu trong đây chị Dung tính chạy ra thì ba ổng không cho đi vô, mày đi vô mày dẫn Út cho tao liền.
chỉ đứng từ trong nhà nhìn ra cái cảnh nha. Mẹ đứng ở đó thì người nắm tay, người nắm chân, bắt đầu là xăng cái quần. Lúc đó đi đám cưới mặc bắt cái quần tây, quần thun, mọi người xăng cái quần của mẹ lên, rách nát cái quần luôn mà. Nó là bắp chuối rướm máu như vậy nè. Mà nhìn cái thần thái của mẹ nó là kỳ. Có nghĩa là lúc đó vẫn chưa xuất nha. Theo như cái trí nhớ của chị Dung, chị nói là đứng từ trong nhà nhìn ra thấy mẹ bà cứ đứng mà mặt mày bà cứ ngờ ngợt, bà kỳ lắm kìa. Cái tay bà cứ dịnh vô trong cây dừa, bà cứ cào cào cái dừa như vậy nè. Mà cào tôi nói nghe mấy cái đầu ngón tay như vậy mà nó tróc hết trơn luôn á. Trời ơi, nói chứ người thường mình cào cây dừa sao mà cào cho nổi, cây dừa nó cứng lắm. Cứ cào mà cái mặt cứ nhăn nhăn rồi hỏi cái mặt cứ ngờ ngợt, nó kỳ lắm kìa. À, rồi thấy bắt đầu thấy người ta là cầm nhang lại, bắt đầu là lại mẹ nữa. Lúc đó 13 tuổi chị Dung chỉ biết mà cầm nhang lại là chỉ lại người chết. Người chết mới cần đến nhang lại thôi, chứ còn người sống sao mà lại. Chị Dung sợ lắm, chị nói trời ơi, chị khóc lên, chị sợ mẹ chết này nọ được như vậy thôi à. Đó là khoảng chừng có một, khoảng chỉ là nửa tiếng sau nữa, là tổng cộng trước sau là phải một tiếng mấy đồng hồ. Cái lúc đó bắt đầu thấy xong hết trơn, bắt đầu thấy ba ẩm giật. Thấy người nhà cũng giải tán về, cái người ngoài á giải tán vậy, nó ơi mai coi dẫn đi chùa đi chuyện gì đây coi nha, đi coi kỹ đi nha, kiếm thầy là hay trị đi nghe không. Đó là thấy người này người nó nói vậy đó, thì ba bắt đầu là ẩm xốc nách mày vô nè, mấy ẩm trên tay bắt đầu ẩm vô đây, là coi như ba cái đồ ăn đám cưới là bỏ luôn, đâu ăn đâu. Đó vô trong đây bắt đầu là cũng thay đồ cho mẹ này nọ đồ ha. Rồi thì đêm hôm đó cũng xong, đến mẹ ngủ luôn á, có nghĩa là mẹ bất tỉnh đến sáng ngày hôm sau luôn. Ngồi kể lại, hỏi lại thì mẹ nói là mẹ không nhớ gì hết. Cái điều duy nhất mà mẹ biết là bây giờ 10 đầu ngón tay nó đau quá. Tại vì mẹ bấu vô trong cái cây dừa mà mọi người, nó mà mẹ bấu vô mà nó kiểu như nó xúc móng rồi, nó rỉ máu mà. Đó rồi bắt đầu là hai cái bắp dế với lại hai cái bắp chuối của mẹ là nó rát. Nó trầy mà, trời tuột lên tuột xuống cây dừa nó rát, nó trầy hết trơn như vậy luôn. Đó bắt đầu là ba mới kể lại câu chuyện như vậy. Mà ba kể lại rồi đó nha, mẹ còn sợ hơn những kiểu như chị Dung người nào nữa. Tại vì chính bản thân mẹ bị, mẹ nghe kể lại như vậy là mẹ rất là hoảng loạn luôn. Rồi thì sáng hôm đó là chị Dung chỉ nhớ là ba cũng ở nhà kêu đứa lớn trông đứa nhỏ thôi. Rồi ba cũng lấy chiếc cúp đó bắt đầu là chở mẹ đi. Cũng đi một vòng và thấy mẹ cũng mua bánh trái đồ về thì chỉ biết được là chỉ chở mẹ đi lên chùa thôi. Đi chở lên chùa rồi cũng thắp nhang lại Phật thôi, chứ cũng không có chính xác là đi trị ma, đi bắt vong hay đi cái gì cả, chỉ là đi như vậy thôi ha. À rồi, sau đó về cũng yên ổn đâu khoảng chừng cỡ đâu mấy tháng trời sau á, nó cũng không có chuyện xảy ra. Thành ra cũng trôi và quên lãng, nghĩ thôi chắc là đi chùa thôi, chắc là cũng hết rồi. Nhưng mà mấy tháng trời sau trôi qua như vậy, cái bắt đầu tối hôm đó là cả nhà đang ngủ rồi, bắt đầu là nghe tiếng chửi bới của mẹ rất là lớn luôn. Và vừa kiểu như là mẹ vừa đánh đấm nghe phịch phịch phập phập rồi nghe tiếng chửi mà chửi thề má mẹ đờ mờ tùm lum tùm la hết trơn á đó. Nhưng mà nghe cái quan trọng là nghe cái tiếng đó là không phải nghe trong nhà mà nghe ở ngoài sân, mà chính xác nhất là nghe ngoài cây dừa đó. Cả nhà hú hồn hú vía bắt đầu là tản nhau chạy ra coi. Thì khi mà chạy ra coi như vậy, lúc mà mấy đứa nhỏ thức hết trơn rồi, bắt đầu ba ông đã nghe trước rồi, ông chạy rồi. Thì khi mà chị Dung chỉ nhớ là chị chạy ra trước nhà, chị nhìn thì thấy là ba là ổng đang ôm mẹ. Mẹ thì bà cứ đánh mà đánh tay không mọi người nha. Mang chân không, tay không mà cứ đánh bụp 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 đánh vô cái thân cây dừa như vậy đó. Trời ơi, mình là da thịt mình sao mình chịu nổi, đâu phải mình đồng da sắt đâu. Mà thấy mẹ quýnh rất là dữ luôn, đầu bù tóc rối mà mẹ cứ quýnh xong mẹ chỉ lên trên ngọn dừa mẹ chửi cái gì đó. Mẹ làm rất là dữ luôn. Đó thì ba ở đây thì mấy đứa nhỏ chỉ biết khóc thôi, mười mấy tuổi là chỉ biết khóc thôi à. Đó chút xíu sau bắt đầu là hàng xóm ta chạy qua nữa nha. Hàng xóm chạy qua rồi cũng y như bữa vậy đó, rồi cũng thắp nhang vòng vòng cây dừa rồi làm đủ thứ trò, phải cỡ 45 phút sau bắt đầu là mẹ xỉu, ba lại ẩm vô thêm lần nữa. Y như mình là gọi là màn hai cảnh một á, nó là gì á, không có khác cái gì hết trơn á. Đó rồi bắt đầu là qua ngày hôm sau lại tiếp tục là cũng chở đi vòng vòng. Và cái việc đó nó diễn ra lại nữa, mấy tháng sau nó lại y chang như vậy nữa. Tại vì cái lúc đó sau này ba kể lại là thời điểm đó, thứ nhất là không có tiền, thứ hai là không có biết đường, không có quen biết. Và bây giờ thầy bà thời điểm đó đâu ra, đó là tiền bạc này nọ rồi đó. Thành ra chỉ biết là đi chùa cho kiểu như là mấy tháng vậy thôi đó. Nhưng mà rồi khi mà tới cái lần thứ ba cũng giống vậy, nửa đêm nửa hôm nghe đùng đùng bụp bụp, nghe chửi nữa y chang gì nữa. Cái bắt đầu qua hôm sau đó là có người ta tới, người ta nói là người ta có quen được một cái người thầy cũng ở một cái tỉnh nào đó ở Bà Rịa.
mà chị Dung này chị không có nhớ, mà nôm na là cách nhà chị cũng vài chục cây, cũng xa lắm, cái tỉnh Bà Rịa cũng lớn lắm chứ mọi người, không phải nhỏ. Khi lúc đó là bắt đầu là mới mướn một cái chiếc Datsu, là bao nguyên chiếc Datsu ngày xưa, chiếc xe mà vàng vàng dạng giống như xe lam đó đấy, chắc mọi người nhớ ha, xe Datsu đó hen. Đã rồi bắt đầu mới lên trên đó là bao nguyên xe đó, là ba mấy đứa nhỏ đương nhiên là không có được đi rồi đó. Đã là chỉ có ba, rồi bắt đầu dẫn mẹ, rồi bắt đầu là những người cô dì hàng xóm này nọ đó là lên theo đầy trên chiếc Datsu đó, bắt đầu mới chạy đi là nguyên một ngày mà đi từ lúc sáng sớm tờ mờ sáng đi đến chiều tối mới về mà. Đã thì khi mà về tới rồi thì bắt đầu thấy mẹ bà cũng tỉnh táo này nọ kia, người nhà không biết, sau này mấy đứa nhỏ không biết, sau này lớn lên thì ba mẹ có kể lại là lên đó bắt đầu mới gặp người thầy. Thì nói chung là cũng đơn giản thôi, cũng không có nhiều cái chi tiết nữa, là lúc đó khi mà vào đó kể lại câu chuyện đó cho người thầy nghe. Rồi người thầy mới kêu mẹ đó là quỳ đối diện với người thầy đó, sau đó bắt đầu là người thầy nói là cũng nói mà nói rất kiểu như là mẹ nói là nghe cái giọng của ông giống như là cái giọng thôi miên vậy đó. Mà đây không là sư thầy nha, mà là cái người thầy Pháp đó nha, đó. Cái giọng của ổng cứ đều giống như thôi miên vậy, nghe là thôi con ơi, con còn trẻ mà con mất sớm, vừa nói vuốt vậy nè, nó vuốt trên đầu xong rồi vuốt xuống dưới cổ, vuốt hai bên vai, cứ nói vậy đó, thôi con còn trẻ rồi mà không không có tốt số, đó là con bị té trên ngọn dừa, con té xuống con đập đầu con chết. Thôi tội nghiệp con lắm mà thôi con cũng đừng có vô xác này. Bây giờ người ta còn vợ, có gì còn chồng, bốn đứa con. Là cứ nói hồi cái theo như lời mẹ kể á, nói một hồi đáng lẽ nha, mình là cái người quỳ ở đó, mình nghe ông thầy ông vừa rờ đầu mình, ông nói gì trời, mình sợ thấy bà nội, mình nổi da gà cục cục, đúng không mọi người? Mình giống như là ông đang nói chuyện với dông mà ông rờ mình, mà ông nói chuyện với dông, mình sợ lắm chứ không. Mà mẹ nói ông nghe ông cái giọng ông cứ đều hỏi cái mẹ ngủ hồi nào không hay. Nhưng mà thật ra không phải là mẹ buồn ngủ đâu, không phải là lúc đó không phải là mẹ buồn ngủ đâu, mà do cái giống như là cái hồn nó xuất ra hay sao đó, hay nó nhập vô người mẹ hay sao đó. Đó là một hồi đó mẹ ngủ, hồi cái mẹ mở mắt ra là lúc cái quá trình mà mẹ ngủ á, một tiếng mấy đồng hồ. Đó thì tỉnh dậy xong cái bắt đầu là ông thầy kêu đòi xong rồi đó, là cũng gửi chút ít tiền phúng điếu này nọ, xin lỗi mọi người, phải tiền phúng đúng mà tiền nhang đèn chứ không phải là có mất đâu, phúng điếu tiền nhang đèn nọ đồ đó, bắt đầu là mới ra mới đi về. Thì trên cái chiếc Datsu đó là mẹ ngồi đó, và những cái người chứng kiến kể lại nữa, khi mà vuốt hồi nữa thấy là thấy mày ngủ gục qua một bên vậy đó, cái mày thấy mày toàn là lắc đầu với gật đầu không à, một tiếng mấy đồng hồ mày không có nói chuyện, ý là nói mẹ đó là mày không có nói chuyện nữa, thấy mày ổng hỏi gì là chỉ như là phải nhiêu tuổi, ổng nói là 20 phải không, lắc đầu 21 phải không, lắc đầu, nói từ nói lên tới 27 mới gật đầu đó. Cái đầu sau đó là được, còn có nam nữ này nọ được ha, đó rồi bắt đầu là quê quán ở đâu, rồi phải ở đây không, lắc đầu, hay là bắt đầu nói những cái tỉnh lân cận, ví dụ như Đồng Nai nè, đó vòng vòng Bà Rịa mọi người ha, Đồng Nai rồi ở đâu của ta, kiểu vào Phan Rang, Phan Thiết, cái Bình Thuận kiểu như vậy đó. Đó thì nói tới cái định đó đúng, cái cũng gật đầu rồi xuống đây. Nói chung là một tiếng mấy đồng hồ, nói rất là nhiều, hỏi rất là nhiều luôn. Xuống đây đi làm hả, gật đầu, đi làm mướn làm thuê cho ông ta, gật ở là ông thầy ông cứ nói là mẹ ở đây, mẹ cứ lắc đầu gật tới khúc cuối cái đó, thôi ở đây nha, ở đây với thầy nha. Có ra không ra, có cháu không cháu nha, không là nghe kinh nha, nghe kinh từ từ đi siêu thoát nha, không có về bển nữa, không có về đó nữa, không có vô người ta nữa, không có leo dừa nữa, không đó, mình leo dừa mình chết vậy rồi, bây giờ mà cứ nhập vô người ta rồi cứ leo trên cây dừa chi vậy đó, rồi bây giờ chửi cây dừa gì là do con leo dừa con té chứ bộ phải cây dừa đâu mà con chửi cây dừa đó, là nói cứ gật đầu lia lịa đó. Rồi khúc cuối bắt đầu là thông thầy ông mới kiểu như là ông mới đập vô trong đỉnh đầu rồi đó, và người nhà kể là đập rất là mạnh, đập bịch đập vô cái đỉnh đầu rồi đập ba cái thôi bắt đầu làm mẹ ngã ra mẹ xỉu. Là lúc đó là bắt đầu là chút xíu sau kêu dậy mẹ tỉnh dậy, rồi bắt đầu mới là cũng cảm ơn thầy, rồi là tiền trà nước rồi nọ đó, bắt đầu lên xe mới đi về. Là mẹ ngồi mẹ nghe những cái người đó, người ta chứng kiến mà, không phải là một mình ông thầy với mẹ không, ba rồi những cái người đi theo nữa này, 5-7 người là người ta đều chứng kiến ngồi một tiếng mấy, mà ai cũng nổi da gà cục, thấy ông thầy ông ngồi nói chuyện với dông vậy đó, rất là sợ luôn nha. Rồi sau đó cũng đi về, thì đương nhiên khi mà về xong rồi là cũng mọi chuyện là coi như là cũng kết thúc. Những người ở vòng vòng trong xóm mà kêu ghê quá vậy,
thôi bây giờ cưa cây dừa này nọ đồ đi, nhưng mà thật ra cái câu chuyện đó nó không có liên quan đến cây dừa. À, do cái dông nó họ té dừa họ mất rồi, không biết là họ trôi dạt đâu đó, họ lang thang ngoài đường gặp mẹ yếu vía. Nó chắc là kiểu như mà lang thang không phải là ngay chỗ nhà mẹ nữa nha, mà nó là lang thang trong chỗ đám cưới đó. Chắc tại vì đám cưới đó trong biển đất đỏ này, mình kể là cái chỗ mà gọi là vùng sâu vùng xa mà hẻo lánh, mà bây giờ vẫn còn hơi hẻo lánh á, chứ đừng nói ngày xưa là ghê gớm lắm đó. Nên thành ra là vào đám cưới rồi ba với mẹ đi về đêm hôm như vậy nè, thành ra cái dông ở ngoài đường thấy như vậy bắt đầu là mới nhập vô mẹ, rồi mới về, mà vô tình là trước nhà mẹ lại có một cây dừa. Một cái sự vô tình thôi đó, là cây dừa lại khiến cho cái vong hồn nó họ liên tưởng đến cái mất của họ, cái chết của họ. Thành ra là họ leo lên leo xuống, họ làm những cái chuyện như vậy á. À, thì những cái câu chuyện đó chị Dung như đó là mãi đến sau này đó, chị Dung như đó là như là 17, 18 gì đó, là tới năm mà hay năm đầu những năm 2000 luôn đó, thì trong một cái lần ngồi nói chuyện chơi như vậy đó, nói chuyện về vụ ma cỏ rồi nọ rồi, thì mẹ mới chính thức mới kể lại hết, ba với mẹ mới chính thức kể lại toàn bộ câu chuyện đó cho chị Dung và những người trong nhà nghe. Chứ còn hồi nhỏ là chị Dung chỉ kỹ chứng kiến một phần thôi, chứ không hề biết được hết từ A đến Z cái câu chuyện đó ha mọi người ha. Đó là cái câu chuyện đầu tiên, đó là như vậy mọi người ha. À, thành ra chúng ta cũng đã rút kinh nghiệm về cái chuyện mà đi đêm, đi hôm rồi nọ rồi đó. Những người nào mà đi những cái chỗ đó mà thấy yếu yếu trong người thôi, chúng ta cũng nên hạn chế đi ha mọi người ha. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai ha. Thì câu chuyện thứ hai này là do một bạn mà này, bạn tên là Bé Phương, bạn đã gửi về cái trang fanpage chuyện ma của mặt của mình. Thì bạn đây sinh năm 94 mọi người ha, lớn hơn mình. Nhưng mà thôi bạn kêu bằng bạn bè đi cho nó dễ kể chuyện ha. Thì bạn Phương này là bạn có một cái khả năng đặc biệt là bạn thấy được, bạn thấy và bạn nghe được cái khoảnh khắc mà người ta gần qua đời. À, nhưng cái khả năng đó không phải là bạn dự báo trước cái chết đâu, mà tại vì bạn chỉ thấy khi họ đã mất rồi, nôm na là họ tái hiện lại cái chết cho bạn thấy như vậy, cho bạn nghe như vậy đó. À, thì nó là như vậy. Cái đó không biết có phải bạn Phương, bạn không có dùng cái từ khả năng nha, mình thì mình dùng từ khả năng thôi, nhưng mà bạn Phương bạn nói mà cái đó giống như là một cái mà bạn bị gì đó. À, bạn bị gặp cái vấn đề đó, bạn rất là sợ luôn. Lần đầu tiên bạn gặp được đó là năm mà bạn được 21 tuổi. Trước đó một năm đó là bạn có quen biết nha, chứ không phải là quen kiểu tình cảm trai gái với một cái bạn nam kia, mà bạn xin giấu tên. Thôi bạn xin giấu tên mình thôi, mình giờ mình đặt lại tên nam luôn ha, bạn nam mình đặt tên nam luôn đi. Thì mới quen với lại cái ông nam đó. Thì bắt đầu là hai người cũng nói chuyện qua lại, rồi nói chung là không có hề mà gọi là chính thức quen nhau nha. Thì bạn Phương này bạn biết luôn là ông nam kia là ông mê bạn lắm, nhưng mà không phải là gu của bạn. Mà mọi người cũng đừng nghĩ là bạn này là kiểu giống như là cho người ta rớt rồi lợi dụng. Không, hai người không có chuyện gì hết, thậm chí là đi ăn đi uống là xe chia đều 50-50 bình thường đó. Và bạn nam kia cũng rất là nhiều lần tỏ tình với bạn Phương, bạn Phương cũng từ chối, cũng nói là không, bây giờ tôi với ông rồi là bạn thân thì được thôi, chứ tôi không có muốn kiểu như là bạn trai em đâu đó, là kiểu như vậy, bạn gái em đâu, kiểu như vậy. Thì ông kia thì ông cũng rất là lụy tình. Thì rồi cho tới năm mà bạn Phương mới được 21 tuổi, thì ông kia hai người bằng tuổi nhau mà, thì ông kia bắt đầu là ông mới được đi kiểu như là mới trúng tuyển đi nghĩa vụ quân sự mọi người ha. Nhà của bạn Phương á thì là ở Thủ Đức ha, rồi bắt đầu là hai người cũng ở Thủ Đức hết. Nhưng mà rồi khi mà trúng tuyển quân sự như vậy thì bắt đầu là mới đi một cái nghĩa vụ quân sự ở bên bên chỗ nhánh Đồng Nai, ở huyện nào ở Đồng Nai thì không có nhắc đến. Khi mà vào đó như vậy nè, thì bắt đầu là hai người cũng ra đi ăn uống này nọ đồ để mà chuẩn bị từ biệt nhau. Thì bắt đầu là ông Nam nói là bây giờ vậy nè, giờ tôi nhớ số điện thoại của bà rồi nha bà Phương, tôi vô trong đó để tôi dùng mọi cách là thế nào là kiểu như là ít nhất một tuần một lần là tôi gọi cho bà thấy số lạ mà đêm hôm gọi bà cứ bắt máy đi, tôi á nói chuyện với tôi cho tôi đỡ buồn, nói chuyện khoảng chừng cỡ nửa tiếng 45 phút gì đó. Nói thôi ơi, vô trong đó lo tập trung đi, nó thôi tôi cũng mấy là bây giờ bà không bắt máy mà không nói chuyện với tôi là tôi đào ngủ tôi đi về luôn á nha. Đã là hù dọa như vậy thì bà Phương kia thôi bà cũng gật đầu để cho ông Nam này ông đi cho nó vui vẻ. Thời điểm đó là bạn Phương nói là thời điểm đó là cái sim mà gọi là cái nhà mạng mà Việt Nam Mobile đó có một cái gói cước là đăng ký 5.000 mà được gọi mấy tiếng đồng hồ một ngày đó, nó là còn nhớ cái xài cái sim đó mà.
Rồi thì đi vào đó khoảng chừng cỡ độ 2-3 tuần lễ đầu á, là rất là nghiêm ngặt, là chưa có quen biết gì là không có gọi điện được. Nhưng mà rồi bạn Phương nhớ là sau 2-3 tuần lễ thì đêm nó đúng thiệt khoảng cỡ 10 giờ rưỡi, 10 giờ đó 11 giờ gì đó bắt đầu là có cái số lạ gọi và cũng là SIM Vietnam Mobile. Đó là cũng nói ông Nam này không lẽ giờ ông kiếm được điện thoại ông gọi cho mình ha. Thì cũng gọi cũng bắt máy lên đúng thiệt nói chuyện mà nói chuyện thì thầm đó. Phương hả? Tôi Nam nè. Đó rồi hai người nói chuyện vui vẻ lắm, mọi người cũng tâm sự trong đây ăn uống sao, cực khổ như thế nào, nghiêm ngặt ra sao vậy vậy. Điện thoại á là có người tuồn vô mà những cái điện thoại mà gọi là 1280 ngày xưa mà nó còn có phần xác không mọi người. Không có được cái phần vỏ bên ngoài nữa mọi người nhớ không? Đó là chỉ có phần ruột bên trong thôi nha, không có bàn phím luôn đó. Chỉ có là nhớ nút mà bấm gắn SIM, gắn pin vô là bấm lên. Và cái đó nó rất là rẻ. Đó nên ông Nam nói là trong đây tôi xài tôi sang lắm. Đó là tuần nào tôi cũng đổi điện thoại mới hết trời, gọi xong rồi là hôm sau là đem dục xuống mương hay là chôn dưới đất gì đó đó. Đó là tuần tới là có người đem vô tiếp thì cái như vậy là mua cũng 100-200 ngàn gì thôi ha. Nó rẻ rề ha. À, nhưng mà cái SIM là giữ lại nha, cái SIM thì bỏ túi, giữ lại. Tuần nào cũng vậy, cũng gọi điện, nói chuyện, thăm hỏi này nọ kia vui vẻ dữ lắm. Cái chuyện đó nó diễn ra được khoảng chừng cỡ 6 tháng trời liên tục, là tuần nào cũng như tuần nào mọi người nha. Đó là cứ liên tục như vậy. Nhưng mà rồi tới cái lúc hôm đó bắt đầu là bạn Phương nói tối hôm đó cũng gọi điện, biết chắc chắn là ông Nam gọi điện là cũng bắt máy bình thường. Thậm chí là bạn Phương mới nói là cũng có chút xíu cái tình cảm với ông Nam thời điểm đó rồi đó. Đó thì tối đó bắt đầu là cũng nói chuyện qua lại chút xíu thôi. Nhưng khi mà hai người nói chuyện được khoảng cỡ độ chừng cỡ 20 phút thôi, thì cái lúc đó bắt đầu là Phương nghe bên kia nói, nghe như nè, giống như là lỡ làm rớt vậy đó. Bắt đầu là mới nghe, bắt đầu là còn nghe thêm tiếng là lập cập 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 cập, giống như là cái điện thoại nó rớt. Thì bắt đầu là bạn Phương bạn biết à là bên kia ông Nam ổng đang làm rớt điện thoại. Nên bây giờ đương nhiên là mình sẽ giữ máy tới khi nào mà ông Nam ổng kêu alo thì mình mới nói chuyện tiếp. Chứ bây giờ cái điện thoại bên kia đang rớt rồi mình nói chuyện chi, đâu có ai nghe đâu. Mọi người hiểu ý mình không? Cái bắt đầu bạn Phương bạn im. Thì khi mà bạn im được khoảng cỡ 5 giây, bạn nghe được một cái chuỗi âm thanh. Theo như bạn Phương bạn nhớ như một cái chuỗi âm thanh bạn kêu Ê, bạn nghe ê trước. Đó thì bắt đầu bạn nói alo Nam hả? Tại vì bạn nghe cái giọng khác quá, cái giọng lão quắc à, cái giọng của một cái người có vẻ là đàn ông hơi lớn tuổi trung niên á, là kiểu như là sồn 30-40 cái bắt đầu alo nghe nè ai vậy. Đó thì bắt đầu là cái người bên kia họ không có nói chuyện với bạn Phương mà chỉ nghe ê trời ơi lôi nó vô xe cán đó bây giờ kìa, trời ơi đi đứng sao, trời trưa nắng vậy đó mà sao mà té. Đó là bắt đầu giọng xung quanh rồi, giọng của người đàn bà rồi bắt đầu còn nghe cái giọng rên nữa, là nghe tiếng rên mà rên kiểu đau đớn đó, giống như là mới vừa va chạm giao thông hay sao đó. Đó rồi bắt đầu nghe cái tiếng sền sệt rồi nghe tiếng bóp kèn xe tải chạy in ỏi trên, rồi cứ liên tục nói là trời ơi trời trưa nắng, rồi là cứ nói về cái chuyện như là cái chuyện buổi sáng trưa nắng nè, tất cả mọi thứ. Mà mọi người nên nhớ lúc đó bạn Phương mới nói là 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm, mà giọng là giọng của người Việt Nam mình nữa. Thì bây giờ toàn bộ đất nước Việt Nam mình là chung một múi giờ mà, thì làm sao bên đầu dây bên kia, đây là nói chuyện điện thoại trực tiếp như là live stream như là gọi là truyền hình trực tiếp vậy đó. Đó thành ra là không thể nào mà bên đầu dây bên kia là trời sáng được. Mình tưởng tượng được không? Đây là nổi da gà nha. Bạn Phương bạn biết được cái chuyện đó luôn á, mà nói ủa không lẽ giờ bên kia giờ này đêm hôm trong danh trại quân đội bật tivi hay cái gì đó, cái sao kỳ vậy, làm sao mà bên đầu dây bên kia lại là trời sáng được, mà sao có tiếng xe cộ giống như là đang ở ngoài đường, trong khi danh trại quân đội thì mọi người biết rồi, nó nằm trong giống như là heo hút này nọ, rừng cây không em. Đó thì lúc đó cứ alo, bạn Phương cứ alo nam ơi alo cứ alo hoài như vậy. Đó rồi bắt đầu nghe tiếng bên kia rồi tiếng khóc lóc tùm lum tùm la, cái khoảng chừng cỡ 10-15 giây sau đó là nghe tiếng một chuỗi âm thanh hỗn loạn, xong bắt đầu là chừng cỡ 10-15 giây 20 giây sau bắt đầu là nghe qua tới tiếng kèn đám ma luôn, rồi nghe tiếng thùng tùng tùng, rồi bắt đầu là nghe tiếng xúc cát này nọ xẹt. Trời, bạn Phương mới nói tới lúc đó là bạn hoảng loạn luôn rồi. Bạn tự nhiên cái đầu bạn tưởng tượng rất nhanh nha, bạn nói sao cái âm thanh mình nghe giống như là một cái sự tua nhanh
À, giống như những cái video TikTok giờ hay có những cái video mà tua nhanh nó còn thời điểm đó là chưa có TikTok nha. Nó mà giống như một cái video mà tua nhanh là bây giờ tai nạn xong rồi chết rồi bắt đầu là đám ma rồi bắt đầu cái tiếng xúc cát sụp 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 rồi giống như là chôn cất như kiểu như vậy đó. Cái rồi sau đó bắt đầu là bạn hoảng loạn, bạn tính là cái lúc đó bạn tắt máy luôn, không phải là tính nữa mà là bạn giật mình, bạn lấy cái điện thoại khỏi lỗ tai như vậy, bạn cũng xài điện thoại của bắp thôi, cũng trắng đen nè. Bạn bấm cái nút đỏ tít kia mà cho tắt luôn. Đã cho tắt vô xong cái bạn quăng cái điện thoại, bạn quăng cái điện thoại trên nệm, bạn nhìn như vậy nè. Gì kỳ vậy ta? Đó là kiểu như vậy. Thế rồi sau đó bắt đầu ha. Khoảng chừng cỡ 2-3 phút sau bắt đầu là cái số nó gọi điện lại một lần nữa. Thì bắt đầu là bạn cũng bắt máy, bạn mở là bạn không có dám đụng luôn, bạn bắt máy xong bạn mở ra ngoài cái bên kia nghe giọng của Nam. Lâu, bà Phương ơi. Alo. Trời nghe giọng của ông Nam bạn mình bắt máy liền. Nói ông Nam hả? Nãy giờ sao vậy? Sao để điện thoại đâu? Mở TV vậy sao tôi nghe tùm lum hết trơn vậy? Nói tôi hỏi bà mới đúng á, bà làm gì mà bên đầu dây bên im ru vậy? Sao tôi kêu bà hoài, tôi nói hoài mà tôi alo nãy giờ là 5 phút luôn mà không, bà không trả lời. Đó thì có nghĩa là hai bên cái đầu dây đó nó bị lạc luôn. Hai bên đầu dây điện thoại nó bị lạc luôn. Và ông Nam kia lạc vào cái cõi nào đó không biết, nhưng bạn Phương biết chắc chắn là bạn Phương lạc vào một cái cõi, một cái nơi mà có những cái diễn biến tai nạn rồi đám tang rồi chôn cất, nó chỉ diễn ra trong vòng không tới một phút đồng hồ. Đó lúc đó bạn Phương bạn sợ quá đi, cúp máy đi, thôi ngủ đi, tuần sau gọi lại đi, tôi bận công chuyện đó, làm bộ nói gì đó, bắt đầu là cúp cái rụp cúp ngang như vậy ha. Là bạn Phương bạn chưa có kể câu chuyện đó lại cho Nam nghe. Cái qua đến đúng một tuần lễ sau như vậy, đúng cái ngày đó như vậy đó, là cứ tới khoảng thứ sáu cuối tuần như vậy, có khi là trên lệch qua thứ bảy, nhưng mà cũng vòng vòng cuối tuần thôi. Nam lại gọi một lần nữa, đã bắt đầu là mới bắt máy lên, thì vừa bắt máy lên là Phương nói liền, ông đổi điện thoại chưa? Alo, tôi nè, tôi Phương nè, ông đổi điện thoại chưa? Nói đổi rồi bời, thôi ghê quá à, trời ơi, sợ quá, bắt đầu bạn Phương nói, sợ gì? Tưởng trong đầu là Nam cũng gặp giống như mình hay sao cái. Mà thật ra Nam không gặp gì cả, mà Nam kể như vậy nè. Trời ơi, bà biết không, cái điện thoại mà từng trước tôi gọi cho bà là cái điện thoại của người chết bà ơi. Trời ơi, nói tới đó một cái bà Phương muốn giục cái điện thoại luôn á. Rung như vậy nè. Nó cái gì ghê vậy, sao không biết? Đó thì cái thằng mà nó bán cho tôi đó, cái thằng nó tuồn ra đây nó nói nè. Trời ơi, nghe đâu là hình như là cái điện thoại đó, lúc mà tôi mua lại là trước đó khoảng chừng có 4-5 ngày thôi, là có một cái vụ tai nạn. Là bắt đầu là đụng gì đó đó, là ở ngoài đường cũng gần danh trại quân đội của tôi luôn nè. Đó rồi bắt đầu là té xuống rồi chết gì luôn á. Rồi điện thoại mới văng ra thì người nhà mới ra, người ta điện thoại là hư luôn rồi. Đó, điện thoại là hư không có sửa này nọ, rồi bắt đầu là người ta mới lấy cái sim người ta đem về. Rồi cái điện thoại người ta giục bày lại đường, thì cái thằng mà nó tuồn điện thoại vô đó, đó là cái ông mấy điện thoại người ta mới lụm lại. Thì đương nhiên cái người mà thợ điện thoại mà người ta sửa chữa, người ta lụm kiểu như là lụm ba cái đồ bỏ như vậy đó, người linh kiện người nọ đó, người ta lụm về, người ta làm sao người ta nấu xào, sau đó là thành gọi được. Đã bắt đầu là mới tuồn vô, bắt đầu mới bán vô trong danh trại quân đội, là bắt đầu là mới về đến tay của bạn Nam. Đó là bạn Nam mới dùng cái điện thoại đó, mới gắn cái sim của Nam vô, bắt đầu là mới gọi về cho Phương. Mà thấy ghê không? Đó thì khi mà Nam kể như vậy rồi, thôi bây giờ nè, Nam ơi, để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này. Nam nói im. Bạn Phương bạn kể lại hết. Là tuần trước tôi đang gọi cho ông, nhớ cái khúc mà tự nhiên hình như là ông rớt điện thoại không? Nam nói đúng rồi, là tôi có làm lỡ, tôi rớt cái điện thoại xuống dưới cái gầm giường. Đó, tại vì cái giường trong đó là cái giường sắt, nó có những cái khe, mọi người nhân những cái khe giống như là làm lỡ rớt xuống, nhưng mà không có rớt pin, tại vì điện thoại nó cột thun tùm lum lá trên á. Không có rớt pin thì đang lui cui cũng khoảng chừng cỡ 5-7 giây sau thôi là Nam đã lụm lại được cái điện thoại rồi. Nam cứ alo liên tục mà bên kia cứ im rung. Thì trong lúc mà Nam im ru như vậy là Phương nghe một cái chuỗi hồi nãy mình kể cho mọi người nghe. Phương mới kể lại hết cho Nam nghe luôn đó. Trời bà ơi, thôi bà đừng kể nữa, sợ quá. Tôi nghe điện thoại của người chết thôi là tôi run dữ lắm rồi. Mà bà còn kể vậy nó ghê quá. Bắt đầu là hai người mới đánh trống lảng qua chuyện khác. Thôi bà yên tâm đi, lần này tôi hỏi kỹ là điện thoại này là bình thường lắm, không có sao hết trơn á. Đó thì hai người mới nói chuyện thêm khoảng cỡ nửa tiếng sau bắt đầu là mới cúp máy. Đó. Thì sau đó là cũng thôi mọi người, những lần sau cũng gọi về suốt năm mấy trời như vậy đó, sau khi mà suốt ngủ luôn về luôn. Nhưng mà bạn Phương bạn nói là về rồi cũng ăn uống coi như là bạn thân, tới bây giờ hai đứa vẫn qua lại,
Bạn Phương thì đã có chồng rồi, nhưng mà đáng tiếc không phải là nam thôi. Đó thì nhưng mà hai người vẫn giữ một cái tình bạn rất là tốt luôn mọi người ha. Và có một cái trải nghiệm nôm na là hai đứa cũng gọi là bạn thân khăng khít với nhau là nhờ là cả hai đứa đã trải qua một cái chuyện tâm linh mà nó rất là khó giải thích. Và thậm chí bạn Phương mà nói Vũ cứ kể, anh Vũ cứ kể đi, anh bạn Phương mà không biết tuổi mình, bạn kêu mình bằng anh. Anh Vũ cứ kể đi, nếu mà người ta không tin anh Vũ cũng đừng buồn. Tại vì cái chuyện này em kể cho Nam là Nam nó bạn thân em nó tin thôi. Thậm chí là em kể cho người nhà em kể cho chồng em mà chồng em còn không tin nữa. Đó, nhưng mà thôi thì mình đã có lời hứa với mọi người là chuyện khán giả gửi về là mình kể. Đó thì có thể là nhiều người trong câu chuyện này nói mà ma mà tiếp xúc với sóng điện thoại tất cả mọi thứ này nọ nọ kia đó, thì có rất là nhiều người khó tánh đó, thì họ lại không tin. Nhưng mình thì mình đứng cửa giữa, mình chỉ biết truyền tải lại những câu chuyện mà khán giả họ gửi về cho mọi người ha. Đối với mình đó thì câu chuyện này là mình tin nha. Đó, mình kể thì mình cũng nổi da gà như vậy đó nghe. Rồi thôi, đó là cái câu chuyện thứ hai ha. Bây giờ là mình sẽ qua đến câu chuyện thứ ba. Như nãy mình nói bạn Phương, bạn có cái khả năng bạn bị như vậy là tới hai lần lần. Thì cái lần thứ hai này không chỉ là nghe không đâu, mà bạn thấy chứng kiến trước mắt luôn nha mọi người nha. Nhưng mà bạn nói á, là cái câu chuyện này á, thấy vậy chứ sau khi mà gặp rồi, biết rồi thì bạn mới sợ thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà nó diễn ra là do bạn gọi là điếc không sợ súng á, thì là bạn không, trong thời điểm đó bạn không sợ. Bạn nói là sau đó khoảng cỡ một vài năm á, là bạn có chơi chung với một cái bạn nữ kia rất là thân. Và bắt đầu là bạn có lên trên Biên Hòa, ngay thành phố Biên Hòa luôn. Và bạn nói là nó cũng rất, cái lúc đó là bạn thuê một cái căn nhà trọ đó, nó nằm ở trong cái hẻm. Và từ cái hẻm đó, chỉ cách có 2-3 căn nhà thôi là đến cái bệnh viện ở bệnh viện Đồng Nai. Bệnh viện này mình không có giấu tên nha mọi người, nó cũng bình thường, nó không có gì ghê gớm mà giấu tên cả. Thì bệnh viện là bệnh viện Đồng Nai. Đã, thì bạn nói là khi bạn vô trong đó bạn ở như vậy là suốt 3 ngày đầu là hầu như bạn ngủ không được. Là bởi vì nó gần bệnh viện Đồng Nai thì mọi người biết rồi mà, bệnh viện lớn mà, xe cấp cứu tới luôn, wow hoài luôn mà không có quen, mà không có ngủ được luôn á. Chứ còn về cái chuyện mà ma cỏ hay nọ đâu thì bạn, thời điểm 3 ngày đầu tiên là bạn không, bạn chưa có trải qua gì cả. Thì rồi sau đó bắt đầu bạn cũng tập làm quen là tối đeo tai nghe vô cũng nằm ngủ vậy cũng bình thường. Thì khoảng cỡ độ chừng hơn 10 ngày, mà nó là không tới 2 tuần đâu, 11, 12 ngày vậy thôi. Bạn thì bạn với bạn nữ kia là ngủ trên gác nhà trọ, y như là nhà trọ bình thường mà mọi người đã từng ở đó hay là đang ở đó. Nó cũng giống vậy thôi, là dưới là tầng trệt, rồi có bếp, liền toilet, rồi có cái gác lửng bằng cây ở trên vậy thôi. Thì hai bạn bắt đầu lên trên gác lửng nó ngủ. Thì tối hôm đó cũng như bình thường thôi, thì bạn cũng đeo cái tai nghe vô, bạn lúc đó là thời điểm đó là có YouTube rồi, bình thường rồi. Bạn đeo tai nghe có dây vô á, bạn ghim vô xong cái bắt đầu là bạn bật YouTube này nọ, bạn nghe đó, bạn ngủ đừng có nghe cái tiếng cấp cứu nữa. Thì YouTube bạn nói là lúc đó bạn chọn cái chế độ mà bạn nghe hết một cái bài nhạc hay là một cái giống như chuyện ma vũ mập vậy đó, là nghe hết cái tập của chuyện ma vũ mập đi, là nó sẽ tự động nó ngưng luôn. Nó ngưng chút xíu cái bắt đầu màn hình nó khoảng chừng cỡ 1 phút gì đó màn hình tự tắt là máy tự khóa luôn. Đó là cái chế độ của smartphone bây giờ nó bình thường rồi. Thì bắt đầu là bạn lúc bạn ngủ, bạn nghe bạn ngủ thì bạn ngủ bình thường cũng gì cả. Nhưng tới khi mà cái đoạn clip đó hết rồi đó, nó tự nó dừng lại là màn hình tắt đi rồi. Thì lúc đó là chỉ còn cái tai nghe đeo thôi, chứ còn ngoài ra là không có âm thanh gì nữa. Bạn kể nha, bạn đang nằm ngủ rồi bắt đầu là bạn mới nghe. Bạn mới nghe rất là lớn luôn, là nghe cái tiếng lập cập rồi bạn nghe tiếng mà giống như người ta đang sọt dép vô vậy đó, là nghe xuyến sọt xẹt giống như người ta đang mang dép, rồi nghe tiếng lẹp bẹp và bước chân nữa mà nghe dưới tầng trệt á. Trời ơi, cái nhà trọ có hai bà nữ đang ngủ như vậy rồi tự nhiên nghe tiếng như vậy mình cũng muốn hồn muốn vía. Với là bạn mới bật, bạn ngồi vậy bạn tháo tai nghe ra, bạn khi bạn tháo tai nghe ra rồi cái âm thanh nó càng lớn hơn nữa. Nó bắt đầu là bạn mới lồm cồm bạn bò ngồi vậy, bạn bò ra bạn giờ mà bạn quên luôn là bạn kêu đứa bạn của mình luôn. Đó, bạn bò ra ngoài chỗ gác lửng, bạn dòm xuống như vậy. Thì khi mà bạn vừa dòm xuống, bạn thấy là có tổng cộng là 3 người. 2 người, người trước, người sau đang ghim một cái, nó giống như là một cái cán vậy đó. Là kiểu như cái băng ca hay là cái cán, nhưng mà nó là tạm bợ thôi. Nó kiểu như là 2 cái cây rồi, cái cột, cái bao bố, cái miếng vải gì giữa, kiểu như vậy thôi, nó tạm bợ lắm kìa. Đó, và cái người thứ ba ở đâu? Cái người thứ ba nằm ở trên cái cán đó.
Và cái người đó là bạn thấy là họ hai cái người kia mặc đồ ra sao thì bạn không biết. Tại vì cái người nằm trên cán là họ nằm ngang cái cán, bạn nhìn từ trên bạn nhìn xuống là bạn nhìn nguyên con mà. Mọi tưởng tượng không, bạn nhìn full từ đầu đến chân, bạn thấy là họ mặc quần xà lõn. Hai mặc quần xà lõn ở trần. Đó, ở trần và đang kiểu như là đang nằm hai cái tay thì dịnh trên ngực như vậy mà cứ cứ lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại vậy đó. Rồi hai người này đi kiểu như là họ đi lẹ, nhưng mà bởi vì là ginh một cái cán băng ca, có người nằm ở trên rồi người trước người sau, thành ra thấy họ vội vã lắm á, nhưng mà họ di chuyển không nhanh. Thấy họ rất là vội vã, họ đi lẹ như vậy, sọc sệt như vậy nè. Đó thì họ đi khoảng chừng cỡ 5-7 giây gì đó, bắt đầu tới cái cửa. Xong bắt đầu là họ mới đá cái cửa một cái bùm cái. Thấy cái cửa mở luôn nha, cái cửa mở văng ra như vậy nè. Bắt đầu là họ mới đi lẹ ra tới đó. Thì khi mà bạn thấy một cảnh tượng như vậy thì giống như cái chuyện này là cái chuyện mà đang cứu người đó. À, một cái chuyện mà đang cấp cứu hay cái gì đó, bắt đầu là mà lại gần bệnh viện nữa. À, gần bệnh viện Đồng Nai thì cái chuyện nó chuyện bình thường. Nhưng mà cái điều đó lạ là tại sao họ lại xuất hiện trong nhà của mình. Họ vô nhà mình hồi nào, có thể là họ bị thương, đau đớn gì đó, họ vô họ nhờ nhà mình thì cũng không sao đi, nhưng mà tại sao mình không biết mà đường nào họ vô cửa được. Thì bởi vì cái lý do như vậy, bạn đi xuống luôn. À, bạn đi xuống luôn, bắt đầu bạn tụt, bạn đi xuống cầu thang, bạn đi xuống dưới gác. Cái cửa đang mở tan hoang luôn mà. Bạn mới đi ra đằng đó, bắt đầu bạn đứng bạn nhìn á. Bạn ra trước cửa bạn đứng bạn nhìn như vậy thì cái nhà của bạn mà từ chỗ phòng trọ của bạn tới đầu hẻm á, nó độ khoảng chừng cỡ cũng hơn 200m. Thì khi bạn đứng đó bạn nhìn bạn còn thấy mà. Bạn thấy hai người, người trước người sau ginh cái cán như vậy đó, bắt đầu là cái người đó họ nằm ở trên đó và đi đó như vậy nè. Bạn đứng bạn gãi rồi bạn nói ủa, sao người ta vô nhà mình được ta, mà ông này ông là ai mà bệnh gì, rồi hai người kia là ai kiểu như vậy. Thì bạn đang đứng bạn gãi đầu như vậy nè, cái nhỏ bạn nó đứng nó ngồi trên gác nó kêu, nó mới kêu ủa Phương, mày làm gì vậy, làm gì đứng đêm hôm mà đứng như đó làm gì vậy. Cái bạn Phương mà đi vô, bạn khóa cửa, bạn bình tĩnh vô cùng, bạn khóa cửa xong cái bạn mới đi lên lầu, bạn nói sao ngộ mày ơi, nãy tao mới thấy dày nè, đó là cấp cứu thấy nặng lắm luôn á, ủa mà sao vô nhà mình được ta, hay là mày chịu, có phải người quen mày không, mày có đưa chìa khóa cho ai không. Bà kia bà sợ nha. Nè, bạn Phương bạn thấy bà không sợ, chứ bà kia bà không thấy, bà nghe kể lại mà bà sợ. Vậy mày làm gì, phòng mình là có khóa cửa trong mà. Bây giờ tao, người ta có chìa khóa đi chăng nữa, nhưng mà tao khóa cửa bên trong, cái ổ khóa mình móc vớ bên trong mà làm sao mà mở được. Bà Phương giống như bà bị ngáo vậy đó mọi người. Ờ ha, đúng rồi ha. Không, mà tao thấy thiệt tình là hai người ginh người nằm trên băng ca mà ôm ngực đau đớn như vậy nè. Trời Phương ơi, lẽ mày thấy ma, mày thấy ma. Chứ bây giờ sao chuyện đó mà có thể xảy ra được. Trời ơi, thì lúc đó bà Phương á tím tái người hết trơn luôn, bắt đầu nổi da gà vậy đó. Ờ vậy hả, chắc vậy rồi. Đó là hai bà bắt đầu là ngồi ôm nhau cúm rúm như vậy. Mùi nghe kiểu như là nghe nó có rất là vô lý, nhưng mà Phương nó thiệt tình là cái lúc nó tưởng đâu là người ta thiệt không à. Đó rồi nằm như vậy, nó bắt đầu mở kinh Phật, đeo tai nghe vô nghe, bắt đầu tới sáng hôm sau mới đi ra, mới đi vòng đó, bắt đầu mới hỏi. Thì khi mà hỏi ra như vậy đó là những người ở trong xóm người ta mới nói như vậy, thôi bây giờ chịu à, bay yếu vía rồi bay gặp thì thôi bây giờ bay chuyển phòng trọ khác bay ở đi. Đâu phải đơn giản đâu mà cái nhà trọ ở đây nó gần trung tâm mà giá nó rẻ. Là bởi vì nó gần bệnh viện như vậy đó, thì cái tiếng cấp cứu tới lui rồi mà biết mà. Bệnh viện thì cái chuyện mà chết chóc ma cỏ thì đồn đại rất là nhiều. Thế lại một phần nữa đó là trong cái nhà trọ thì những cái người mà kiểu như người dân tứ xứ đó, người ta lên đây người ta làm ăn, người bị tai nạn gì đó vô bệnh viện đó, thì người thân từ dưới quê lên chăm thì thường là ghé ngay chỗ nhà trọ này để mà thuê ở không có ngắn hạn thôi. Ừ, là dăm 3 tuần, 1-2 tháng gì đó người ta đi. Thì không may sau khi mà xuất viện về rồi á, rồi mà lại vô nhà trọ này ở đâu chỉ 5-7 ngày, cái trở nặng, cái chết trong nhà trọ, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó xảy ra như cơm bữa. Đừng nói cái phòng của mày có ma không, tao nói mày nghe chứ, nguyên cả một cái dãy phòng trọ trong cái hẻm này, mấy chục cái phòng trọ, không phòng nào mà không bị. Không có ma không thì không dám chắc, nhưng mà cái chuyện mà phòng trọ có người chết á, thì nguyên cả cái dãy này phòng nào cũng có người chết. Tại vì kế bên một cái bệnh viện tỉnh quá lớn mà. Đó thì người thân tới lui rồi là xuất viện ra như mình nói mọi người ha. Đó là hay là nằm chờ là kiểu như là trị bệnh lâu gì đó là phát nặng lên.
không có tiền đóng viện phí rồi phát nặng lên qua đây nằm chờ chết như vậy thôi. Cái rồi chết rồi cái phòng trọ ở đây bắt đầu là người ta đuổi ra, đó là bắt đầu kêu nhà hoàng mua hòm rồi chở về với tỉnh, là cái chuyện nó xảy ra rất là nhiều. Những mảnh đời cơ cực, những mảnh đời mà phải chết nơi đất khách quê người như vậy, đó là nó xảy ra nhiều dữ lắm luôn. Có nghĩa là khi mà bạn Phương bạn ra bạn hỏi, bạn chỉ tính hỏi là cái câu chuyện trong phòng trọ mình có ma hay không, cuối cùng bạn nhận lại được câu trả lời là nguyên cả một cái hẻm đó, nguyên cả cái dãy phòng trọ đó thì phòng nào cũng có người chết hết trơn. Đó nên thành ra cái danh tính mà cái người tối qua bạn thấy là người hay là ma, là nếu mà là ma rồi thì ông đó ông chết như thế nào, ông chết lúc nào, ông tên tuổi là gì thì không có một câu trả lời chính xác được. Nhưng cũng ngầm khẳng định luôn là mày thấy ma đó. Chứ còn cái gì nữa, chứ phòng trọ đang ngủ khóa bóp khóa bên trong mà tự nhiên hiện ra đâu hai ba người rinh này nọ đi bệnh viện thì đâu ra là ma chứ còn cái gì nữa. Đó là đang cọc nhà trọ 2 tháng tính ở, tại vì cái chỗ công ty bạn làm ở trên thành phố Biên Hòa đó thì nó cũng rất là gần cái bệnh viện Đồng Nai này. Đó, nhưng mà cuối cùng rồi được, cũng phải là năn nỉ lấy cọc về là chuyển sang nhà trọ khác ha mọi người ha. Thì cái gì cũng vậy cả, nó rẻ thì nó cũng có một cái giá trị nào đó nhất định đó mọi người ha. Có cái chuyện mà là vừa ngon bổ rẻ là có, ví dụ như là đồ ăn vặt của Vũ Mập chẳng hạn, là kiểu là có chứ không phải là không, nhưng mà hiếm lắm mới có mọi người. Đâu phải ai cũng như Vũ Mập mà bán đồ ngon bổ rẻ đâu, thành ra nhà trọ cũng vậy, cũng có chỗ ngon bổ rẻ không có ma, nhưng mà hên mới kiếm được ha mọi người ha. Đó rồi thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà lần này là bạn Phương mới nói là bạn chứng kiến được họ tái hiện. Câu chuyện đầu tiên là họ cho bạn nghe thông qua một cái điện thoại là lúc mà họ bị tai nạn rồi đám ma rồi chôn cất là sao, còn đây là họ tái hiện lại. Chắc có thể mình nói ví dụ thôi nha, tại vì bạn Phương mình cũng không biết chính xác đâu, rồi bạn nói là mình chỉ kiểu như là mình mường tượng lại câu chuyện đó. Thì khi mà họ lên một cái cơn đau tim rồi người nhà ở đây mới bỏ ra một cái băng ca tạm bợ, một cái cán tạm bợ như vậy, thì trong cái quá trình khi mà rời khỏi nhà trọ để mà đưa ra bệnh viện như vậy thì họ đã mất ở trên cái đoạn đường đó, hoặc là họ đã mất vừa ra khỏi cửa rồi họ đã mất rồi đó, nên cái hồn của họ vẫn còn lẩn vẩn trong căn phòng trọ đó. Và họ đã cho bạn Phương thấy cái quá trình mà khoảng 5-7 giây 10 giây trước khi mà họ lìa đời đó ha mọi người ha. Rồi thì đó là hai cái câu chuyện của bạn Phương bạn kể. Thì bạn Phương bạn cũng khẳng định một lần nữa, thì bạn nói là bạn không coi đó là một cái khả năng. Nhưng mà tới khi bạn nói là câu chuyện này từ lúc lâu rồi, cách đây là cũng khoảng 5-6 năm rồi, cho tới bây giờ đó là rất là may mắn là bạn không còn gặp lại những cái hiện tượng nó tương tự nữa. Đó nên bạn nói là bạn nhớ về cái hai cái lần đó thì bạn kể lại cho nhiều người nghe đó. Trời mày hay vậy, là mày thấy được người ta chết ra sao. Ví dụ như là bạn thấy trước khi người ta chết đi thì mình còn nói là khả năng đặc biệt hay ho đồ. Còn cái này người ta chết rồi người ta cho thấy lại thôi mà cũng đâu có cứu được ai đâu, mà nó còn kinh dị nữa, mà nó còn rất là đáng sợ ha mọi người ha. Đó rồi thì thôi, đó cũng là cái câu chuyện của bạn Phương bạn gửi về là như vậy đó ha mọi người. Thôi mọi người ơi, hôm nay thì chắc là xin phép mọi người mình cũng kể hơi ngắn chút xíu. Thì tập dự phòng thường là như vậy nha. Tập dự phòng là nhằm mục đích để mình có thể là dành một chút thời gian để mình làm những công việc riêng của mình. Đó thì hy vọng là mọi người cũng, tại vì thật sự là có những tập dự phòng nói vậy thôi mọi người chửi nó, thằng này suốt ngày đi chơi đi bời rồi thì kể tập dự phòng rồi ngắn. Thật ra là có những tập dự phòng nó dài 1 tiếng 10 mấy phút, mà thường vậy mọi người, cuộc đời mà mình làm gì mà nó tốt quá không ai thấy trơn á, lâu lâu làm bậy chút xíu bị chửi. Nói mọi người thương ha. Nói chứ hôm nay là mình cũng hơi mệt thôi, phép là mọi người kể hơi ngắn chút xíu. Dù sao cũng hơn 50 phút rồi, đúng cái quy định của tập dự phòng rồi ha. Đó thì mong cả nhà cũng thông cảm giúp mình nha. Hẹn những tập sau mình có sức khỏe mình sẽ kể tốt nhiều hơn ha. Mình sẽ kể dài hơn ha. Thôi rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Dũng Mập xin chào tất cả mọi người.